Xin chào anh chị các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2024. Thì chúng ta cũng đã vừa mới trải qua hai cái ngày quốc tang, rất là nhiều nước mắt, nỗi đau. Thực sự thì bản thân mình là một người rất là yêu quý bác. Như cái tập podcast trước thì Hòa cũng đã chia sẻ với anh chị các bạn những cái điểm nhấn mà mình nhìn thấy về bác Trọng đã chia sẻ, đã vì nước vì dân để đưa Việt Nam mình có những cái vị thế như ngày hôm nay. Thì hai cái ngày vừa rồi thì Hòa cũng đến viếng bác ở chỗ số 5 Trần Thánh Tông. Thực sự là mình cảm nhận được rất nhiều những cái tình cảm của mọi người dành cho bác. Mình đến đấy từ lúc 5 rưỡi và bắt đầu chờ đến tận hơn 10 giờ anh chị ạ. Cứ tưởng không được vào thì cũng may lại được vào. Lúc đấy thì bên bộ phận tổ chức thì họ cho vào để vào viếng. Thì thực sự là khi vào viếng xong ấy thì mình mới cảm thấy là nó nhẹ lòng hơn rất nhiều anh chị ạ. Chứ ở nhà bồn chồn lắm. Đáng nhẽ là mình định là ngày 26 ấy, sáng mình mới đi, đưa con đi học xong mình mới đi. Thế nhưng mà mình sợ là không 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 vào được vì buổi sáng quá đông, còn nhiều đoàn khách nữa. Thế là buổi chiều mình đón con về sớm, sau đấy thì mình đi luôn. Thì không nghĩ là đông như thế và không nghĩ là phải phải chờ lâu như thế. Và có một quãng đường nó chỉ khoảng độ gần 2 km thôi, chắc không đến đâu. Từ chỗ Hàn Thuyên vào đấy mà đi mất hơn 4 tiếng đồng hồ. Hơn 4 tiếng đồng hồ chờ đợi. Đi lê từng chút một anh chị ạ. Thế nhưng mà trong cái đoạn đường đó ấy, thì mình cảm thấy là mọi người rất là trật tự, ngăn nắp. Và mọi người rất là gắn kết và thực sự là rất là tình cảm, chia sẻ với nhau. Và tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái này cái kia, nhưng mình thấy đa số là như vậy. Đa số như vậy trong cái đoạn đường mà mình đứng, mình đi rồi mình mọi người nói chuyện. À, tâm sự cùng với nhau trong cái đoạn đường đấy cũng chẳng biết ai là ai cả. Thế nhưng tự nhiên cảm thấy mọi thứ nó gần gũi. Rồi mọi người chia nhau ăn. Bình thường thì ở nhà cứ bảo con cái không được ăn của người lạ. Thế nhưng mà đúng là lúc đấy thì đói. Rồi mọi người chia sẻ nhau. Và lúc đấy thì cầm miếng bánh để ăn cho đỡ đói, rồi cầm chai nước uống cho đỡ khát. Thì cảm thấy là lúc đấy là gì, mình cảm thấy cái lòng tốt nó rất nhiều, rồi cái niềm tin vào cuộc sống ấy. Chúng ta bây giờ là cái niềm tin nó bị xuống cấp nhiều. Thực sự là đúng là mình thấy là cái tâm hồn tự nhiên của mình nó không được như ngày xưa. Không được như ngây thơ như như trẻ, mà nhiều thứ bây giờ mình không tin. Thực sự thì lúc đấy là mình mới cảm thấy là bác cũng đã giúp cho mọi người là xích lại gần nhau hơn, lấy lại niềm tin những điều tốt đẹp hơn ở trong cuộc sống anh chị ạ. Đó. Thì đấy là những cái cảm xúc mà mình chia sẻ với anh chị trong cái buổi đầu tiên mà mình đi viếng. Và cái buổi thứ hai thì ngày 26 mình cũng đi, mình tiễn bác đoạn cuối. Thì mình đi xe buýt từ Giáp Bát đi lên anh chị ạ. Thì từ bắt đầu từ chỗ Tràng Thi cửa Nam ấy thì mình ngồi trên xe buýt mình đi đến tận Kim Mã. Mình không nghĩ là nó đông đến như thế. Tức là xe hàng dài. Chắc là trên báo thì mọi người xem rồi. Nhưng mọi người đi trên xe buýt, mọi người ngồi, mọi người lúc đấy là đúng là rất ít xe đi đấy, cái đoạn mà khoảng độ gần 2 giờ ấy. Thế thì mình ngồi trên đấy xong mình mới lên đoạn Kim Mã. Lúc đấy mình vào nhà người nhà thì mình cũng
chờ đấy để mình tiễn bác đoạn cuối thôi. Nhưng mình thấy rất đông mà mọi người rất là chờ đón để tiễn bác ở đợt đợt cuối cùng. Thì chúng ta cũng thấy là cái tình cảm của mọi người, rất nhiều người đã rất là tiếc thương sự ra đi của bác. Mọi người trân trọng những cái mà bác đã làm cho dân cho nước, tức là mỗi người có những cái cảm nhận riêng. Như mình thì mình cũng có một cái cảm nhận riêng như ở tập podcast trước như vậy. Có nhiều người người ta sẽ nhìn ở góc nhìn khác, nhưng mà đa số là những cái điều tốt đẹp nhất mà bác đã để lại cho đất nước, cho nhân dân, cho mọi người. Rồi rất nhiều các bạn trẻ, đấy, mình thấy bất ngờ là có những cái bạn mà 6-7 tuổi mà cũng đứng cũng chờ hàng hàng mấy tiếng đồng hồ. Rồi các cụ già, thực sự mọi người rất kiên trì, mọi người nóng lòng để mọi người vào, rồi mọi người chờ đợi để mọi người tiễn đưa bác. Mà lúc bác làm tổng bí thư ấy thì mọi thứ cái hồi đó thì đúng là cái niềm tin của mọi người vào vào đất nước rồi vào quan chức các thứ có vẻ là bị lung lay rất là nhiều, và mọi người bi quan về tốc độ về phát triển kinh tế. Thế nhưng mà sau đó thì mọi thứ nó bắt đầu đi lên, và đến thời điểm bây giờ thì mọi người nhìn thấy là cuộc sống của mọi người đi lên rất là nhiều, đúng không? Trong 8 năm trở lại đây, cuộc sống đi lên rất là nhiều. Từ thu nhập của mọi người, rồi tài sản tích lũy của mọi người, đấy, rồi công ăn việc làm của mọi người cũng thay đổi rất nhiều. Bây giờ đúng là không có ai thiếu ăn nữa. Rồi công việc thì ai cũng có việc để làm, không thiếu việc để làm. Mình nghĩ là như thế. Đấy, quan trọng là thu nhập là bao nhiêu thôi. Đấy, có bằng cấp thì làm theo bằng cấp, không có bằng cấp thì làm theo kiểu không có bằng cấp. Nó tóm lại là không thiếu việc để làm. Đấy, quan trọng là thu nhập là bao nhiêu. Như vậy là cũng không có ai đói, đúng không ạ? Thế thì có một vấn đề nữa là bây giờ mọi người nhiều người cũng sẽ lo lắng về cái tương lai sau này như thế nào. Đấy. Sau năm 2024 này kinh tế sẽ đi về đâu, mọi người sẽ lo lắng về những cái điều đó. Rồi nó có được như trước hay không, đúng không? Đấy. Ai cũng lo lắng cái điều đó. Bản thân Hòa Hòa cũng có những cái suy nghĩ về những cái điều đó. Những cái thế hệ sau, những thế hệ quan chức sau có tiếp nối được cái di sản mà bác ấy để lại hay không, hay là có những vấn đề gì nó xảy ra, những điều khó khăn. Thì chúng ta nhìn lại cách đây mấy chục năm nhỉ, từ năm 69, tức là khoảng độ 34 năm nhỉ, 34 năm là 54 năm chứ, 54, 55 năm, 55 năm, ngày Bác Hồ mất ở năm 1969. Thế thì Bác Hồ là người đi tìm đường cứu nước, đúng không? Và để lại rất nhiều những cái điều tốt đẹp, rồi những cái giá trị để truyền lại cho thế hệ sau. Thì lúc đó thì có lẽ thì mình cũng nghĩ như bây giờ thôi. Thì nhiều người cũng trong tâm trạng là đất nước sẽ đi về đâu, liệu có thống nhất được đất nước hay không, đúng không? Đấy, bởi vì lúc đấy là Việt Nam vẫn còn chia cắt mà. Thì đến bây giờ liệu có thống nhất được không? Và mọi người sẽ cũng có nhiều cái hoài nghi và lo lắng về những cái điều đó, đúng không? Đến cuối cùng thì mọi người cũng nhìn lại xem là đất nước mình vẫn thống nhất, đúng không? Vẫn đi lên. Và đến tận bây giờ trở nên là tốt đẹp, đúng không ạ? Mỗi một thời kỳ khó khăn thì đều có những vị anh hùng đưa đất nước mình đi lên. Hàng nghìn năm trở lại đây rồi
thì chúng ta đều thấy cái điều đó, đúng không ạ? Và cái chia sẻ của mình ngày hôm nay ấy, Hòa nghĩ rằng là gì, cái góc nhìn của mình ấy, là chúng ta phải có niềm tin vào những điều tốt đẹp anh chị ạ. Mình phải có niềm tin vào điều đó. Trong rất nhiều những cái thứ tiêu cực, xấu xa rồi không tốt trong trong cuộc sống, thì chúng ta cần nhìn vào và chúng ta cần có niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và mình nghĩ rằng chỉ có như vậy thôi thì chúng ta mới hành động được. Chúng ta hành động dựa trên cái niềm tin đó. Thế thì dựa trên cái niềm tin vào đó thì chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái cơ hội nhiều hơn là rủi ro anh chị ạ. Có thể là có cái nền kinh tế nó có sẽ có sự biến động lên xuống như thế này, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy cơ hội nhiều hơn rủi ro, đúng không? Chúng ta sẽ cần là gì, tập trung xây dựng, nâng cao, nâng cấp cái giá trị của bản thân mình nhiều hơn. Hãy học thêm, tự học và đầu tư cho bản thân nhiều hơn để xây dựng nhiều những cái giá trị cho bản thân nhiều hơn. Vì bản thân chúng ta tốt thì gia đình tốt và đất nước cũng sẽ tốt thôi, đúng không? Đấy thì mình nghĩ là đơn giản là như vậy. Đấy, chúng ta chính là một phần trong cái đất nước, một phần trong tế bào. Chúng ta tốt thì mọi thứ xung quanh chúng ta tốt và đất nước cũng sẽ tốt thôi. Thế thì đó chính là một cái niềm tin mà mình nghĩ rằng là chúng ta phải theo cái điều đó thì chúng ta mới có được nhiều những cái thứ tốt đẹp. Hiểu đơn giản là gì? Là chúng ta tin là mình sẽ tốt, chúng ta tin là cuộc sống của mình sẽ tốt, chúng ta tin là đất nước chúng ta sẽ tốt thì chúng ta sẽ tốt và chúng ta sẽ thu hút được những điều tích cực đến với mình. Đấy. Cái luật hấp dẫn nó là như vậy. Và mình nghĩ là như thế. Mình nghĩ là vậy và mình đã thay đổi cái cách thức tiếp cận từ trước đây đối với mình là như vậy. Nhiều khi cuộc sống nó đẩy cho mình vào những cái điều tiêu cực nhất, khổ đau nhất. Thế nhưng mình tin rằng là cuộc sống sau này của mình nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đấy, tích cực hơn. Thì mình làm được và mình đón nhận những cái điều đó anh chị ạ. Mình thực hiện điều đó. Thế thì mình biết rằng là sau cái đợt này thì thực sự là rất nhiều người đau buồn và rất nhiều người cũng có sự hoài nghi đó. Về sự tiếp theo của nền kinh tế sẽ như nào thì cái đấy nó không tránh khỏi. Thế nhưng mà để chúng ta đón lấy những cái điều tốt đẹp thì chúng ta phải tin thôi. Chúng ta tin vào những điều tốt đẹp đấy thôi. Và khi chúng ta tin vào điều đó thì cái ví dụ như cái hành động về đầu tư của chúng ta đấy, đúng không? Chúng ta tin vào nền kinh tế sẽ phát triển và tăng trưởng thì chúng ta sẽ gia tăng, chúng ta đầu tư, chúng ta tích lũy, chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cơ hội tốt để chúng ta tích lũy, đúng không? Đấy, thì chúng ta mới làm được. Còn chúng ta không tin thì chúng ta sẽ phòng thủ nhiều hơn, chúng ta sẽ để tiết kiệm nhiều hơn, chúng ta sẽ chỉ để mua vàng thôi, chúng ta phòng thân thôi nhiều hơn. Thực ra là những cái đó là rất cần thiết, thế nhưng mà chúng ta lo lắng một cách quá đáng lại không tốt, đúng không? Chúng ta có thể phòng ngừa rủi ro nhưng không nên một quá cái tiêu cực quá. Và mình nghĩ rằng là gì, chúng ta sẽ nhìn theo chiều hướng tích cực hơn. Đấy, chúng ta tin vào những điều tốt đẹp thì chúng ta sẽ có những cái cơ hội tốt hơn và những cái khoản tiền mà chúng ta tích lũy nó sẽ mang lại những cái giá trị mà tốt hơn cho chúng ta, đúng không? Thì cái tài chính, gọi là cái bức tranh tài chính của chúng ta nó sẽ đi lên, nó sẽ tốt đẹp hơn. Và mình nghĩ là như vậy. Và mình cũng đang thực hiện và hành động theo những cái điều đó. Mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho anh chị, củng cố tới anh chị có thêm những cái động lực, những cái niềm tin trong cái việc là chúng ta tin vào những cuộc sống tốt đẹp, chúng ta tin vào nền kinh tế đất nước sẽ phát triển, chúng ta tin vào những cái hành trình tích lũy của chúng ta sẽ giúp cho cái bức tranh tài chính của chúng ta nó sẽ tốt đẹp hơn. Đó.
Sang tuần tới thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu vào những cái tập chuỗi podcast này, tâm sự chia sẻ về những cái tài chính cá nhân, đầu tư, tích lũy tài sản hàng ngày. Cảm ơn anh chị các bạn đã luôn luôn ủng hộ kênh podcast, kênh YouTube Tiền Của Tôi Official. Chúc cho anh chị sẽ luôn luôn được mạnh khỏe này, có những cái tài chính nó sẽ tăng trưởng, phát triển nó bền vững hơn. Hẹn gặp lại anh chị vào 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần anh chị nhé. Xin chào và tạm biệt anh chị các bạn ạ.